Tôi qua là biết điểm nhiêu rồi, chúng tôi ghi cho thầy cái ký luôn cho. Nha. Ba người luôn à. Hai trình bày, ngắn gọn. Bệnh nhân Trần Thị Đối, nữ 76 tuổi, địa chỉ là Long An, nhập viện lúc 10 giờ 30 ngày 6 tháng 3 năm 2016. Bệnh sử cách nhập viện 6 ngày. Vào lúc sáng sớm khoảng 6 7 giờ khi chưa ăn uống, bệnh nhân đột ngột đau âm ỉ vùng thượng vị, đau lan xuống rốn, không tư thế tăng giảm đau, xoa nhẹ bụng thì bệnh nhân cảm giác đỡ hơn, không nôn ói hay buồn nôn, không sốt, trung miệng được. Sau đó 2 đến 3 giờ sau thì cơn đau lại tăng dần về cường độ rồi chuyển sang đau khoảng từng cơn, mỗi cơn khoảng 15 phút thì khoảng 2 cơn. Do đau nhiều quá dữ dội nên bệnh nhân nhập viện bệnh viện Trần Dụ. Bệnh nhân điều trị tại bệnh viện Trần Dụ khoảng 6 ngày, được điều trị nội khoa, đã có một viên trị cấp có giảm đau, không đi cầu được khoảng 3 ngày từ thứ tư đến thứ sáu. Ngắn lại nữa. Đọc. Cuối cùng là sau đó bệnh nhân nhập viện bệnh viện 115. Trong quá trình bệnh thì bệnh nhân không có nôn, không có sốt, có sụt cân, nước tiểu vàng sậm, cầu phân vàng, trung tiện được, không có thuốc. Khi mà vào nhập viện thì bệnh nhân có nôn liên tục 2 đến 3 lần, ra dịch trắng, không thức ăn, không có máu. Về tiền căn thì cách đây 4 năm thì có một túi mật mổ hở tại bệnh viện 115, không có tiền căn viêm gan. Và từ 4 năm, từ lúc mổ tới bây giờ thì bệnh nhân có là chán ăn, ăn ít, mệt mỏi và sụt khoảng 20 mấy tiếng trong vòng 4 năm. Thì khám bụng thì bụng cân đối, không có bán bụng, không có tiền hoàn màng hạ, có sẹo mổ cũ từ thượng vị đến rốn dài khoảng 12 cm, không có co kéo hay đau, nhu động ruột là khoảng 4 lần một phút, ắn không có đau bụng, bio sinh âm tính, bụng không có chướng ở trong gan lách sờ không chạm ở vùng thượng vị. Em không biết cái vấn tắc là ha, nghĩa là cái đọc tất cả tất tần tật, thầy đã nói ngắn gì vừa ngắn nữa khi đọc tóm tắt bài toán và đặt vấn đề thôi, như thế mới là nghệ thuật trình bày. Chứ thầy nói như thế mà thầy vẫn không thể nào rút gọn là được, chứng tỏ là mình chưa nắm được vấn đề, chưa nắm được cái bệnh, hiểu chưa? Mình chỉ đọc cái gì mình ghi ra thôi ha. Lâm sàng khám bụng không có dấu hiệu gì hết. Dạ, hiện tại thì em khám bụng thì không có gì hết. Một bệnh nhân 76 tuổi nữ, nha, có làn da, đúng chưa? Hội chứng cận da. Dạ. Ung cái gì? Dạ, đến khám có vàng mắt trần da. Rồi, thì đó có tắc mật, có hội chứng, có vàng da đấy, tắc mật đấy, có hội chứng cận da, thì khám bụng tìm dấu hiệu nào? Dạ, gan to, túi mật to, nhưng túi mật ở đây bệnh nhân đã cắt rồi. Ừ. Gan không to. Không sợ được có ổ bụng luôn. Bụng bệnh nhân về hay mỏng? Suy kiệt các bạn bụng mỏng gì? Chắc không sợ được có ổ nào hết. Rồi biệt luôn. Các tôi mật lâu chưa? 4 năm mấy nè? 4 năm nay. 4 năm nay chụp cân luôn. Chắc ở đâu? Tại bệnh viện này. Các trong tình trạng nào cấp cứu hay chương trình? Họ phẫu hay có gì đặc biệt không? Hỏi bệnh nhân mổ xong 2 ngày về hay mổ xong 1 tuần mới về, tháng mới về. Rồi đặt vấn đề có gì? Dạ. Ai cũng được. Rồi người khác đi. Dạ. Đặt vấn đề là bệnh nhân nữ 76 tuổi, nhập viện vì đau bụng, có kháng các triệu chứng là bệnh nhân đau thành đường vị, vàng da, nôn ói, bệnh nhân không sốt. Chưa được, tắc mật là mới có trình độ có Y3, Y2 thôi, đến Y6 rồi. Bệnh nhân là tắc mật do sỏi. Tại sao sắp có cho sỏi mà lại có sụt cân mấy chục ký lô? Dạ, tại vì bệnh nhân sụt cân mà 20 mấy tiếng mà trong vòng 4 năm nên em nghĩ là nó không có cái gì chẩn đoán, mà bệnh nhân có mệt mỏi, có ăn ít, nhưng mà do là bệnh nhân có nói là nguyên do là bệnh nhân này có dấu hiệu quá, có dấu hiệu suy gan chưa? Dạ chưa. Bệnh nhân chưa. Có dấu hiệu rối loạn điện giải là do có nhiều, có thể là dấu hiệu của suy gan cấp đấy. Nhưng mà cái
cái đầu bàn tay son có không? Dạ. Sao mạch có không? Dạ không. Da qua mặt khè đúng không? Dạ không, chỉ là nhẹ thôi. Ừ. Rồi. Một tắc cho sỏi, hai là gì? Dạ hai là em nói người dân người bị đánh tắc ruột. Bắt tắc ruột sao bằng da? Đi vào hai cái bệnh cảnh nó hoàn toàn ngược đời. Bắt tắc ruột dựa vào đâu? Bắt tắc ruột là những cái bằng da. Dạ cái lý do. Dạ. Bắt tắc ruột là do bệnh nhân có nốt mổ cũ, nó lại lúc ở bệnh viện kiến trúc thì bệnh nhân bụng có trướng. Ừ, bệnh bộ nhân có nôn ói. Có nôn. Dạ, bệnh nhân có tinh điện được nhưng mà bệnh nhân đi tiêu thì 4 ngày. Thế là hội chứng tắc ruột trên bệnh nhân có sơ gan hay sao? Đâu? Dạ, điều hiển nhiên là có bằng da mà. Rồi đồng ý. Rồi cái thứ chẩn đoán tiếp là gì nữa? Dạ, tiếp theo là bệnh nhân bệnh nhân có đau dữ chứ không dữ đúng không? Nhiều bệnh nhân nhập viện. Rồi gì nữa? Dạ. Với lại bệnh nhân có vàng da nhưng mà bệnh nhân không sốt. Da bằng bệnh nhân sẫm. Có nôn ói. Da bằng sẫm không? Dạ, nước tiểu vàng sẫm thôi. Da thì không vàng sẫm. Rồi. Khả năng nữa là có trình hẹp đường mật sau cắt thuốc mật đấy. Nó trùng với thời điểm bệnh nhân mổ cắt thuốc mật sau đó sụt mấy chục ký trình hẹp đường mật. Cái tắc mật mãn tính cho đường mật nó hẹp. Di chứng nó cứ mệt. Rồi giờ cuối cùng bệnh nhân này bị gì? Điền vào luôn đi cho nó rốt ráo. Bệnh nhân này có bilirubin tăng, chủ yếu là tăng bilirubin trực tiếp. Thì CT thì còn phần là bao nhiêu? Dạ. Bilirubin phần là 14.09. Bilirubin tại phần tăng và bilirubin trực tiếp tăng bao nhiêu? Bao nhiêu phần trăm? Đi sáu này cũng non nè. So với anh kia là khác hẳn luôn đấy, thấy không? Người rất là sơn cũ, rốt rẻ. Cái đó gì? Thì bây giờ thôi có cái đó luôn, cần lâm sàng có bây giờ bilirubin là 14, hoặc 14 cái gì, trực tiếp là 7, bao nhiêu? 9. Rồi, men gan bao nhiêu? Dạ, men gan là không có tăng, AST là 53, ALT là 71. Ừ, rồi. Có tắc mật mà tắc mật cấp cho nên cái gan nó không bị hư nhiều chứ còn gì nữa. Dạ. Tắc này tắc do u á. Dạ, thì tổn thương sơ hóa lâu ngày chứ không phải là do sỏi đâu. Dạ. Bạch cầu không có tăng, có rối loạn điện giải 2/126, còn về CT thì thấy có đường mật trong và ngoài gan giãn, có sỏi rộng cuối ống mật chủ, tụy thì có ghi nhận hình ảnh vùng đầu tụy bắt thuốc kém, còn cạnh trái tử cung thì có một cái khối chóm chỗ đậm độ dịch giới hạn tương đối rõ, một cái thước khoảng 67-37mm, không bắt thước hạng vang và có hạch vùng rốn gan, x-quang bụng không sửa soạn để loại trừ cái phần tái tắc ruột. Lúc đầu thì em không nghĩ tới đó nhưng mà do có vết mổ cũ thì là bệnh nhân cũng có đau bụng nên cũng có thể nhưng mà trong đại tiện thì bình thường, nhưng mà bệnh nhân ở đây bác sĩ ở đây thì cho làm thêm thì không có cái mức nhất hơn. Thì chẳng đoán cuối cùng của em. Rồi Amila sao? Giờ có nguyên tiền cấp Amila bao nhiêu? Có tăng không? Amila không có làm. Không có làm. Ừ. Rồi cuối cùng là sao? Bị gì? Em chẳng đoán là theo dõi ca đường mặt xâm lấn đầu tụy có kèm theo sỏi ống mặt chủ. Chưa thông lắm. Chưa thuyết phục lắm. Chứ còn có làm xét nghiệm mà cái tumor mặt cơ gì không? Em định làm, đề nghị cho em làm xe 1999. Chưa có làm. Không có. Rồi, hướng xử trí thì sao? Dạ, hướng xử trí thì em điều trị. Chẩn đoán như thế đã yên tâm chưa? Cần làm gì thêm, xử trí như thế nào? Dạ, thì em đề nghị làm thêm cái mấy cái mạch cơ về ung thư. Sau đó về bệnh nhân bây giờ đã giảm đau nên lại có rối loạn điện giải, nên nội khoa em chỉ là cho truyền dịch để điều trị rối loạn điện giải. Còn về ngoại khoa chỉ cho làm giải áp đường mật và theo dõi thêm cái giải áp bằng cách nào? Thì em có thể là làm RCT hoặc là nhân đưa hoặc là đưa. Ừ. Thì hai cái đấy thì nên chọn cái nào? Hai cái đó thì em chọn, em làm thử RCT nhưng nếu bệnh nhân không có chịu đựng được thì em sẽ chuyển qua là nội soi nhãn đưa được mặt lý do tại sao bệnh nhân chịu đựng không được? Dựa vào đâu mà nó bệnh nhân chịu đựng không được? Bệnh nhân này già, có thể là tâm lý, bệnh nhân 76 tuổi già, cái thể trạng bệnh nhân gầy. Già gầy không phải là chống chỉ định của RCB. Thế là em thấy có nhiều bệnh nhân già mà
vô đó làm thì cái tâm lý khi mà đưa vô thì bệnh nhân sợ không có làm được, nên có thể chuyển qua cái phương pháp khác. Ờ. Anh bắt buộc phải làm RCP thôi nha, đâu có ai làm một thủ thuật xuyên gan qua da trong khi ngã dưới nó có điều kiện ta làm nha. Trường hợp nào cắt mật mà bị TBD á vẫn luôn được bỏ xuyên gan qua da ưu tiên hơn RCP. Đường mật là có sỏi trong cái gan thì chắc mực cho ca trường hợp nào là BTBD là lựa chọn trước RCP. Bệnh nhân suy gan nặng, thứ hai nó tắc ở tinh cao, dù tắc ở ống gan chung, tắc đường mật trong gan thì buộc phải can thiệp ở trên thì ở dưới đâu có giới tới. Còn trường hợp này bệnh nhân không có suy gan, đúng chưa, bằng chứng là bệnh nhân vẫn tỉnh táo, mang gan bình thường, trong sàng không có dấu hiệu suy gan, mà là cái chỗ tắc đó nằm sát cái cửa bên dưới nữa, cho nên RCP là lựa chọn trước cái kia. Nhưng mà không có nói là RCP giải áp đường mật, mà nói là RCP khảo sát đường mật, tại vì mình dự trù là có thể nó can thiệp đó có thể là lấy sỏi, có thể đặt nọc, có thể là theo cái chẩn đoán gì đấy, nếu như là u nó sùi vào trong lòng tá tràng thì ta lấy xuất huyết luôn. Trường hợp này bắt buộc phải làm RCP khảo sát đường mật ha, chứ đừng có nói RCP giải áp đường mật hay giải áp đường mật bên kia là còn non, đồng ý không? Rồi điều mà bạn nói qua điều trị gì? Mấy em nói là điều chỉnh nó đầu nước điện giải phải không? Điều chỉnh sao? Dạ, thì em định cho truyền natri clorua. Lý do là sao? Truyền natri clorua. Tại vì natri bệnh nhân này có 126 này, mà bình thường là 135, 145. Nên với lại kali cũng giảm rồi, kali chỉ có 1,241. Nên nghĩ là cho truyền natri với lại cho bệnh nhân ăn uống dinh dưỡng thôi. Rồi. Một truyền natri, hai là kali bổ sung nha, ba là gì? Có cho kháng sinh không? Dạ không, không có điều kiện trùng bạch cầu cũng không có tăng. Có gì nữa? Bệnh nhân này hết đau rồi nhưng không cho giảm đau. Cho vitamin cao? Dạ có tắc mạch nên cho vitamin K. Cho vitamin K ngay cả khi xét nghiệm nó bình thường. Rồi gì nữa? Hết chưa? Uống sao? Ăn uống cho bệnh nhân ăn dinh dưỡng với lại ít béo với lại ăn điều độ đúng bữa. Điều hậu bệnh nhân này sao? Dạ, em có nam ung thư là gì không cho? Nghĩa là ung thư cao, tại vì bệnh nhân đã có tiền cao trước đó là sỏi mất rồi. Tại cái CT này, cái hình ảnh cũng khó khăn tiên. Em có loại trừ được cái hẹp tai biến hẹp đường mật do sao cá túi mật không? Khả năng là hẹp đoạn dưới chứ phải hẹp ở trên đúng chưa? Nếu mà cắt túi mật thì hẹp ngay ngã ba, có một chủ hẹp ở dưới, thấy có hạt nữa. Nên chẩn đoán là ca đầu tụy là hoặc là ca đường mật là nhiều hơn là tổn thương đường mật sau cắt túi mật. Rồi thôi nhận xét hai chị này thì cũng vì bên ngoài là yếu nhất. Nào thôi cho qua nha, thầy từ tâm nha, qua là nhiều điểm biết rồi, cái này khá hơn chút xíu 7 điểm nha. Cô này với cô kia cũng xem với nhau, cô này hơi nhỉnh hơn chút xíu nha, mà 9 điểm thì lấy hơi nãy cho 9 hả? Rồi coi cũng nói chung cũng khá đấy, coi 9 điểm rồi, 9 tháng 3. Ghi tên hết những người cùng ngồi đây đi, thầy chọn cho đứa 1 điểm.
Nếu điều kiện là không quá 9, thứ hai nó không có thi vòng 2 vẫn thi vòng 2 rồi. Rồi ghi tôi tưởng ghi vô đi. Hiểu chưa? Vòng 2 vẫn là vòng 2. 9 vẫn là 9. Nên vô chứ, nên vô để học chứ, học điểm danh.